Xin thân ái kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây như thường lệ, Julie sẽ mở đầu với phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden kêu gọi các thượng nghị sĩ dân chủ đoàn kết để thông qua dự luật quyền bỏ phiếu. Tổng thống Joe Biden hôm nay thứ Năm sẽ kêu gọi các thượng nghị sĩ dân chủ đoàn kết để sửa đổi quy định của Thượng viện để thông qua cải cách quyền bỏ phiếu, một ngày sau khi nhà lập pháp Cộng hòa hàng đầu của Thượng viện mạnh mẽ công kích đề nghị này. Cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc sai lệch rằng thất bại bầu cử vào năm 2020 của ông là do gian lận, dẫn đến làn sóng các hạn chế mới về bỏ phiếu ở các tiểu bang đảng Cộng hòa kiểm soát. Phía dân chủ xem dự luật quyền bỏ phiếu là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn làn sóng đó trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8 tháng 11, khi đảng Dân chủ có nguy cơ mất thế đa số tại ít nhất một viện của Quốc hội. Nhưng họ còn chia rẽ về cách sửa đổi quy định filibuster của Thượng viện, trong đó đòi hỏi 60 trong 100 thượng nghị sĩ đồng ý đa số dự luật và cản trở phía dân chủ vì họ chỉ có 50 ghế. Lãnh đạo nhóm đa số Thượng viện Chuck Schumer hôm thứ Tư công bố kế hoạch để bảo đảm cuộc tranh luận tại Thượng viện về quyền bỏ phiếu, sau khi ba nỗ lực năm ngoái bị phía Cộng hòa chặn lại. Theo kế hoạch này, Hạ viện sẽ sớm hợp nhất hai dự luật liên quan đến bầu cử thành một dự luật và thông qua nó. Sau đó, nó sẽ được chuyển lên Thượng viện theo một quy trình đặc biệt, khiến phía Cộng hòa không thể ngăn chặn tranh luận. Ông Schumer nói rằng chúng ta cuối cùng sẽ có cơ hội để tranh luận dự luật quyền bỏ phiếu, một việc mà phía Cộng hòa ngăn cản. Nhưng nếu các nhà lập pháp Cộng hòa cương quyết phản đối, ngay cả dự luật đó sẽ không thể thông qua tại Thượng viện trừ phi phía Dân chủ đồng ý sửa đổi quy định filibuster. Lãnh đạo nhóm thiểu số Thượng viện Mitch McConnell hôm thứ Tư nhắc lại phía Cộng hòa kiên quyết phản đối dự luật quyền bỏ phiếu và sửa đổi filibuster. Ủy ban Hạ viện yêu cầu lời chứng từ lãnh đạo Cộng hòa về cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol. Ủy ban Hạ viện đang điều tra cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol, đề nghị bên lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện là Kevin McCarthy tự nguyện trả lời các câu hỏi về hành động của ông Donald Trump trong ngày xảy ra cuộc bạo động. Trong thư gửi ông McCarthy thì Ủy ban đặc biệt Hạ viện có đề nghị ông tham gia vào cuộc phỏng vấn đầu tháng 2. Ủy ban đang cố gắng xác định hành động của ông Trump trong khi hàng ngàn người ủng hộ ông tấn công cảnh sát, đập phá Điện Capitol và buộc các thành viên quốc hội cùng cựu phó tổng thống Mike Pence đã phải tìm nơi ẩn nấp. Theo một nguồn tin thân cận thì Ủy ban nói chuyện online với cựu phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kelly McEnany của ông Trump vào hôm thứ Tư. Trong lá thư gửi ông McCarthy thì dân biểu Benny Thompson là chủ tịch Ủy ban đặc biệt. Nói là Ủy ban cần biết cách mà các kế hoạch của cựu tổng thống cho ngày 6 tháng 1 kết hợp lại với nhau như thế nào và tất cả những cách khác mà ông cố gắng thực hiện để sửa đổi kết quả cuộc bầu cử. Ủy ban cũng đang điều tra xem liệu ông Trump có gợi ý với ông McCarthy về những gì mà ông nên nói công khai, nói với các nhà điều tra về cuộc trò chuyện của họ trong ngày xảy ra cuộc tấn công hay không. Ông McCarthy đã gặp ông Trump ngày 28 tháng 1 năm 2021 tại Palm Beach, Florida. Ủy ban trước đó đề nghị dân biểu Jim Jordan, một đồng minh khác của ông Trump, là khai báo cuộc trò chuyện của ông và ông Trump trong ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông Jordan hôm Chủ nhật tuyên bố ông không hợp tác với các cuộc điều tra và gọi nó là trái luật. Hoa Kỳ trừng phạt 6 người Bắc Hàn và 1 người Nga sau cuộc thử hỏa tiễn. Hoa Kỳ hôm thứ Tư ra lệnh trừng phạt 6 người Bắc Hàn, 1 người Nga và 1 công ty Nga, đơn vị phụ trách mua hàng hóa từ Nga và Trung Cộng cho chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Theo sau loạt phóng thử hỏa tiễn của Bắc Hàn bao gồm 2 lần kể từ tuần trước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho hay lệnh trừng phạt là để ngăn chặn sự tiến bộ của chương trình vũ khí Bắc Hàn và cản trở nỗ lực phổ biến công nghệ vũ khí. Đây là những lệnh trừng phạt đầu tiên dành cho chương trình vũ khí của Bắc Hàn từ chính quyền Tổng thống Biden, trong khi liên tục kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và hỏa tiễn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết Hoa Thịnh Đốn vẫn theo đuổi con đường ngoại giao với Bắc Hàn. Bộ Tài chính cho hay lệnh trừng phạt theo sau 6 cuộc phóng thử hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn kể từ tháng 9, đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông Brian Nelson, Thứ trưởng Tài chính phụ trách khủng bố và tình báo tài chính cho biết, lệnh trừng phạt nhắm vào việc Bắc Hàn tiếp tục sử dụng đại diện ở ngoại quốc để mua hàng hóa cho vũ khí một cách trái phép. Bộ Ngoại giao xác định ông Cho Myung-hyun, người Bắc Hàn ở Nga, ông Roman Anatolievich Alara, người Nga và công ty Persec của Nga thực hiện các hoạt động hoặc giao dịch góp phần vào phổ biến vũ khí phá hủy hàng loạt hoặc phương tiện phóng chúng.
ông Cho Byung-hyun đại diện ở Vladivostok của Học viện Khoa học Tự nhiên số 2 SAN của Bắc Hàn mua thiết bị liên quan đến viễn thông từ Nga, 4 đại diện Bắc Hàn ở Hoa Lục của các tổ chức trực thuộc SAN và một người Bắc Hàn khác cũng bị trừng phạt. Hoa Kỳ đưa ra lý luận phản bác tuyên bố chủ quyền trên biển trái luật của Trung Cộng. Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư đưa ra lý luận chi tiết nhất từ trước đến nay để phản bác tuyên bố chủ quyền trái luật của Bắc Kinh tại Biển Đông, bác bỏ cả cơ sở địa lý và lịch sử cho bản đồ rộng lớn của Trung Cộng. Trong báo cáo nghiên cứu 47 trang, thì Cục Đại dương và Vấn đề Môi trường và Khoa học Quốc tế, gọi tắt là OES, thuộc Bộ Ngoại giao, nói là Trung Cộng không có cơ sở theo luật quốc tế cho tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, mà vốn đặt Bắc Kinh đối đầu với Philippines, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Báo cáo cho biết là Trung Cộng tuyên bố chủ quyền trái luật hoặc một số hình thức tài phán độc quyền ở đa phần Biển Đông. Những tuyên bố chủ quyền này là phá hoại đi nghiêm trọng pháp trị ở các đại dương và vô số các điều khoản của luật quốc tế ghi chép trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Còn một báo cáo nghiên cứu thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh lập tức ngừng các hoạt động trái luật và cưỡng ép tại Biển Đông. Báo cáo này là bản cập nhật của nghiên cứu năm 2014, trong đó cũng phản bác đường chính đoạn của Bắc Kinh. Năm 2016, thì một tòa án quốc tế đứng về phía Philippines trong vụ kiện tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng. Bắc Kinh phản hồi bằng cách đưa ra những lý lẽ mới, kể cả nói rằng Trung Cộng thì có quyền lịch sử tại Biển Đông. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng những tuyên bố dựa trên lịch sử như thế này là không có cơ sở pháp lý và Trung Cộng không thể đưa ra bằng chứng cụ thể. Báo cáo cũng bác bỏ đi lý lẽ địa lý trong tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng, nói rằng hơn 100 thực thể Bắc Kinh tuyên bố tại Biển Đông chìm dưới nước khi thủy triều cao, do đó nằm ngoài giới hạn hợp pháp của lãnh hải của bất kỳ nước nào. Bắc Kinh đưa ra lý lẽ địa lý để tuyên bố 4 nhóm đảo, nhưng nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh nó không đáp ứng được tiêu chuẩn theo Công ước của Liên Hiệp Quốc. Nghi phạm lao xe cho cuộc diễn hành ở Wisconsin đối diện 71 tội danh mới. Người đàn ông lái chiếc SUV lao vào một cuộc diễn hành ở Wisconsin năm ngoái bị truy tố 71 tội danh mới hôm thứ Tư. Ông Darrell Brooks này đối diện tổng cộng 77 tội danh trong cuộc tấn công làm cho 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Những tội danh này bao gồm 6 tội cố ý giết người cấp độ 1, 61 tội liều lĩnh gây nguy hiểm cấp độ 1 và 6 tội gây tai nạn rồi bỏ chạy gây ra chết người. Ông ta cũng đối diện 2 tội bạo hành gia đình và 2 tội không ra tòa sau khi được tại ngoại. Ngày 21 tháng 11, ông Brooks cố ý lao chiếc SUV màu đỏ vào cuộc diễn hành ở Waukesha, làm cho 6 người thiệt mạng. Bác sĩ pháp y xác định 5 nạn nhân tử vong vì nhiều thương tích do lực mạnh và một em bé tử vong vì chấn thương sọ não do lực mạnh tác động vào đầu. Hơn 60 người khác bị thương, trong đó có ít nhất là 18 trẻ em với mức độ thương tích khác nhau. Ông Brooks tông vào những người từ 8 nhóm khác nhau tham gia cuộc diễn hành cũng như khán giả. Tất cả các chức năng cần thiết trên chiếc xe đều hoạt động bình thường tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Một cảnh sát điều tra cho hay ông Brooks thò đầu ra ngoài cửa sổ tiếp tục lái xe vì có nạn nhân nằm trên kính chắn gió cản trở tầm nhìn của ông ta. Hồ sơ tòa án cho thấy ông Brooks có nhiều tiền án như một vụ ông ta bị cáo buộc cán qua người mẹ của đứa con của ông bằng chính chiếc xe ông ta lao vào cuộc diễn hành. Cảnh sát cho biết ngay trước cuộc diễn hành, ông Brooks rời khỏi hiện trường của cuộc cãi vã gia đình. FBI và nhà chức trách địa phương vẫn đang điều tra sự việc. Tòa Bạch Ốc sẽ tăng gấp đôi xét nghiệm COVID-19 cho các trường học. Chính quyền Tổng thống Biden hôm thứ Tư công bố một loạt các biện pháp mới để các trường học tiếp tục mở cửa, như tăng gấp đôi khả năng xét nghiệm COVID-19 tại các trường học với 10 triệu xét nghiệm khi biến thể Omicron lan nhanh khắp Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có thêm 1.35 triệu ca lây nhiễm mới vào hôm thứ Hai, đã phá vỡ kỷ lục toàn cầu về số lây nhiễm hàng ngày ở một nước. Trung tâm CDC Hoa Kỳ cho biết Omicron hiện nay ước tính chiếm 98.3% tổng số ca mới tại Hoa Kỳ. Làn sóng lây nhiễm khổng lồ làm gián đoạn đi kế hoạch học sinh và giáo viên trở lại trường và nhân viên trở lại văn phòng. Tòa Bạch Ốc còn cho hay số lượng xét nghiệm COVID-19 cung cấp cho các trường học sẽ tăng lên 10 triệu mỗi tháng, giúp các trường học tăng gấp đôi khả năng xét nghiệm so với tháng 11 năm ngoái. Một nửa số xét nghiệm nhanh miễn phí mới sẽ phân phối hàng tháng để các lớp học từ mẫu giáo đến lớp 12 tiếp tục mở cửa, trong khi phòng thí nghiệm đủ năng lực hỗ trợ 5 triệu xét nghiệm PCR mỗi tháng cho các trường học. Những người chỉ trích nói rằng
Tổng thống Biden không tập trung nhiều vào xét nghiệm để ngăn chặn lây nhiễm và nhập viện, trong khi xảy ra tình trạng thiếu hụt bộ xét nghiệm trên toàn quốc. Tòa Bạch Ốc và giới chức y tế binh vực về cách ứng phó, như đầu tháng này công bố 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh sẽ phát miễn phí cho dân chúng trong tháng 1. Biện pháp mới được đưa ra khi một số học khu chuyển sang giảng dạy online trở lại để tránh làn sóng Omicron. Vấn đề về cách giữ cho trường học mở cửa có lẽ sẽ là một vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Thống đốc Newsom cam kết mở rộng xét nghiệm COVID-19. Thống đốc Gavin Newsom chuyến thứ tư đến Los Angeles để thảo luận về cách ứng phó dịch bệnh COVID-19 của tiểu bang. Thống đốc đến thăm điểm xét nghiệm ở Paramount Park để làm nổi bật chương trình ứng phó khẩn cấp COVID-19 của ông. Trọng tâm của ông là duy trì trường học mở cửa, kinh tế phát triển, đẩy mạnh chích ngừa, vaccine tăng cường và xét nghiệm. Mục tiêu chính của ông Newsom là tiếp tục mở rộng xét nghiệm COVID-19. Hiện tại California có 50 điểm xét nghiệm lưu động, tiểu bang dự tính tăng lên 80 điểm. Nhưng ngay cả khi mở rộng điểm xét nghiệm lưu động, dân chúng vẫn phải xếp hàng dài. Tình trạng thiếu hụt nhân viên tiếp diễn do số lượng bộ xét nghiệm tại nhà vẫn khan hiếm. Tuần trước, ông Newsom nhờ vệ binh quốc gia California giúp các điểm xét nghiệm COVID-19. Khoảng 200 binh lính vệ binh quốc gia được điều động đến 50 điểm xét nghiệm lưu động trên khắp tiểu bang. Thống đốc cho hay toàn tiểu bang có 6.288 điểm xét nghiệm, chiếm khoảng 31% tổng số điểm xét nghiệm toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Biden hôm thứ Tư công bố mục tiêu cung cấp 10 triệu xét nghiệm một tháng cho các trường học trên toàn quốc. Thống đốc Newsom cho hay tiểu bang vừa cung cấp 10.9 triệu xét nghiệm trong 30 ngày qua cho các trường học ở California. Nó cho thấy những gì tiểu bang đang thực hiện so với toàn quốc trong chương trình khan hiếm bộ xét nghiệm tại nhà. California chạm cột mốc u ám cuối tháng trước, trở thành tiểu bang đầu tiên vượt qua 5 triệu ca COVID-19. Và đó đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ, và sau ít phút thương mại sẽ là phần tin quốc tế.